Đây, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm bài này nha. Bài này là chúng ta thực hiện lại lệnh siêu ép nhưng mà có kết hợp luôn các cái phương pháp mà chúng ta tạo mặt phẳng trong bài này. Bây giờ thầy thu lại, mở âm nx. Bài này này, trước tiên này, bạn sẽ quan sát cho thầy vào hình chiếu đứng trước. Quan sát cho thầy vào hình chiếu đứng trước để bạn biết được cái đường cơ và đường dẫn của nó nằm ở đâu. Thì trong bài này, nếu mà nhìn chỗ này, chúng ta thấy này, đường dẫn của chúng ta nằm ở đây này. Thấy không? Đường dẫn chúng ta nằm đây này. Và ở đây chúng ta đường cơ cũng là đường tròn, chúng ta sẽ bắt đầu với đường tròn phi 80 này, và đường tròn bên ngoài nó offset ra một đoạn bằng 10. Như vậy đường kính cho đường tròn bên phía ngoài nó chính là 100. Vậy bây giờ nếu phác thảo ban đầu mình chọn new, và trong bài này thì thầy sẽ lấy mặt phẳng right là mặt phẳng cho hình chiếu đứng phía trước rồi, và thầy tạo đường dẫn ở đây. Thì mình sẽ sử dụng lệnh profile, mình vẽ hai này vuông góc lên. Cái này là đường có chiều dài là 300, cái này có chiều dài là 200, có chiều cao là 200. Thì mình sử dụng dạng một kích thước thôi, các thước vô từ đây đến đây cho 300 và từ đây đến đây là 200. Được chưa? Chúng ta sử dụng lệnh Fillet, và chúng ta Fillet chỗ này với R là 75. Rồi, thì đây chính là đường dẫn. Chúng ta tiếp tục phác thảo. Tiếp đến là chúng ta lấy mặt phẳng XZ front là mặt phẳng cho để tạo ra cái biên dạng. Và biên dạng ở đây mình có hai biên dạng, đúng không nào? Trong trong và ngoài. Trong đường kính của nó là 80. 80. Ngoài đường kính là 100. Được chưa? Rồi, và mình kết thúc phác thảo. Như vậy ở đây mình sẽ thấy được cả biên dạng lẫn đường dẫn. Chúng ta thực hiện lệnh siêu ép. Được chưa? Rồi mình chọn chỗ này, reset lại, mình chọn đường cơ của chúng ta, single cơ là chúng ta chọn ở ngoài, đường dẫn là đây. Chúng ta chọn apply. Tương tự, chúng ta chọn đường cơ ở phía bên trong và lại là đường dẫn. Chúng ta chọn ok. Như vậy để tạo được bên năng ống rộng bên trong thì bắt buộc mình phải sử dụng lệnh siêu web, xin lỗi, lệnh subtract để mình trừ khối. Target là chúng ta chọn ở ngoài, tool là chúng ta chọn phía bên trong là trừ khối. Được chưa? Và mình ấn chỗ này đi. Tiếp mình sẽ nhìn vào đây, thì nhìn vào cái mặt bích ở phía này, mặt bích ở đây. Mặt bích này chúng ta nhìn có cái đường kính là phi 320, 230 và bề rộng của nó là 20. Trên mặt bích này chúng ta còn có các đường tròn phi 145 mà offset vô 7.5 và sâu xuống bằng 5. Tương đứng ở đây, cái dặn chỗ này. Đây. Tương ứng cái dặn này. Và hai đường tròn đây. Thì như vậy về phác thảo tôi lại lấy mặt phẳng front. Tôi tạo ra đường tròn phi 230. Chúng ta thấy ở đây. Tương tự cũng ba đường tròn. Nhưng đường tròn ở phía bên trong này là mình sẽ offset vào. Đầu tiên là mình ràng buộc cho đường kính ngoài trước. Này là phi 230. Đường kính bên trong là phi 145.
Đường kính bên trong này ấy, chính là cái này. Và mình sẽ offset vào 7.5. Như vậy các bạn sử dụng công cụ offset. Và bạn sẽ offset chỗ này vào. Offset vào bên trong đảo chiều 7.5. Và đánh nó vô. Ok. Ở đây mình có luôn là 4 cái lỗ gen 4M24-6H. 4 lỗ, con số 4 là 4 lỗ nhé. M là gen 24 ha. Và 6H ở đây là theo kích thước lắp ghép, đúng không nào? À, mình không sai, lỗ là H, cấp chính xác 6, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạo luôn tâm của đường tròn nó luôn, à tâm của lỗ nó luôn. Trên này mình thấy tâm chỗ này là một phi 190. Thì như vậy đầu tiên là mình sẽ tạo luôn tâm lỗ, mình cho cái điểm tâm này và điểm này là thẳng hàng nhau. Thứ hai nữa là cái khoảng cách từ điểm này, từ điểm này tới đây là 190 chia 2. Rồi, như vậy đây là toàn bộ thông số cho cái mặt đích ở phía trước. Rồi, và với điểm này thì tôi sử dụng lệnh đùn khối chút. Tôi đùn khối cho cái đường phía ngoài, single cơ. À, tôi chọn này, biên dạng phía ngoài và đùn vào đây. Và bề rộng của nó chính là 20 theo bản vẽ. Được chưa? 20 theo bản vẽ. Đấy, nhưng mà nếu như mà cũng giống như bài trước, nếu như mình chọn là sâu đề xuất thì mình sẽ thấy nó che đi cái miệng lỗ. Thì để nó không che đi thì trong cái single cơ này mình cũng chọn stop at intersection và mình chỉ vào cái vị trí đường tròn nó sẽ bỏ qua. Và mình kích apply. Tiếp mình sẽ chuyển, chọn là Radial Boundary, chọn vào cái vùng này, đùn xuống, subject, với chiều sâu chính là bằng 5 ly ở đây. Ok. Đến đây, tiếp tục, mình sử dụng lệnh hold. Đây là các lỗ gen M24. Lỗ gen M24. Thì ở đây mình chọn sang là filter, mình chọn sang lỗ gen. Thì trong này là có gen bước lớn và gen bước nhỏ ở trong này. À, cái này nếu như mình chọn là cái phần gen bước lớn nha, thì chúng ta chọn chỗ này, chúng ta tìm đến M24 thì nó bước 3. Và gen bước nhỏ ở phía dưới này, machinic file, thì chúng ta chỉ lấy là M24. Và bước 2 thì trong trường hợp này thầy chọn là gen bước nhỏ hơn thì chọn là M24 bước 2. Và chúng ta chọn là gen này là gen chiên suất chiều sâu nhá. Và cuối cùng là mình quét vào đây. Quét vào đây. Chưa? Và chúng ta chọn là through body nhá, through body. Ok. Chưa? Thì nó ra lỗ gen. Đó. Thì đến đây xong thì mình chọn lại những pattern feature. Mình chọn theo kiểu là SQL, feature chính là chỗ đây. Vector chính là theo trục, trục X, à trục Y. Và mình có 4 cái. Nhớ là chọn counter and span hoặc là một trong ba cái này. Rồi, và mình kích OK. Và tắt cái đường này đi. Được chưa? Được chưa? Đấy, ở đây này. Thì khi lúc này mình có, mình tạo ra đây mình sẽ thấy này. Mình sẽ thấy ở đây nó bắn qua lỗ này. Bắn qua lỗ này. Thì theo các bạn này là lý do tại sao? Tại sao lại có cái lỗ này xuyên qua? Theo các bạn. Tại lúc nãy thầy chọn true. Đúng rồi, lúc nãy khi mà tạo lỗ thầy chọn true. Để sửa lại thì mình chỉ chọn chỗ này là Until next. Đúng rồi. Ok. Được chưa? Until next. Đấy thì nó sẽ mất đi nhá, nó sẽ mất đi. Rồi, giống như trong bài trước các bạn có thể nhóm các cái lệnh này lại thành một cái group. Ví dụ ở đây nhé, trong cái sketch mình tạo một group đây. Ví dụ như là từ group ban đầu, sketch ban đầu đến hai cái lệnh CUF này cộng với lệnh subtract này.
đúng không? Các bạn có thể là sử dụng phím Ctrl và bạn click nó lại, đúng không? Và bạn click từng lệnh nè, nhấn tay trái giữ phím Ctrl, tay phải click để chọn. Vào cái chuột phải và chọn là feature group để mình nhóm nó lại, đúng không? Ví dụ mình có thể đặt ở đây là cái cơ sở chẳng hạn, ví dụ thầy đặt ở đây là bay, đúng không? Tùy cái tên thì mình đặt thì mình đặt ở đây nhé. Và trong cái bay này nó sẽ bao gồm cả cả mấy cái lệnh này, ok. Đấy, thì cái group này nó hình thành ở đây. Nó tương tự như vừa từ bắt đầu từ cái sketch này và các lệnh cái chút này, ví dụ vậy, đúng không? Đấy, sketch này vậy, lại cái chút này mình có thể chọn nó là gì? Đây, đây, kiểm tra lại đây. Đây. Rồi mình có thể chọn các cái này lại, mình tạo ra một cái feature group. Đó. À, ví dụ mình có thể là đặt nó là mặt bên tùy các bạn, đúng không? Như là mặt trước chẳng hạn, ví dụ vậy. Để quản lý cho nó dễ. Như vậy chúng ta có hai cái feature group. Chưa? Rồi, rồi bây giờ đã có được cái mặt này thì chúng ta tính đến ở đây nha, tính đến cái mặt này. Mặt này ở đây mình nhìn tiếp tục trên hình chiếu đứng thì mình nhìn thấy và hình chiếu bằng và mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy cái mặt này nó cách cái đường tâm này 110. Thì như vậy theo các bạn mình nên chọn cái phương pháp nào mà để chúng ta có thể tạo được cái cú trụ phi 80 này và cái mặt bích ở phía trên này. Theo bạn. Thì ở đây chúng ta bắt buộc phải sử dụng gì nhỉ? Sử dụng gì nhỉ? Sử dụng mặt phẳng phụ trợ rồi. Đúng không các bạn? Mình nhìn thấy chỗ này 110 này này. Thì đây cũng chính là cái khoảng cách. Đúng không? Và đây là cái mặt trên của nó này. Mặt trên của nó này. Cái lỗ phi 60 này chắc chắn chúng ta sử dụng bằng lệnh hold rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng sau cùng. Đầu tiên là mình sẽ tạo ra cái mặt phẳng phụ trợ trước. Và mình sẽ tạo ra một mặt phẳng song song. Từ cái mặt này cách trên đây một đoạn chính là bằng 110. Đấy, thì chúng ta có được cái mặt này. Mặt này thì bây giờ nó đang là cái mặt ở phía trên này. Sau đó là các bạn sẽ lấy mặt này. Lấy mặt này là mặt phẳng cho phác thảo. Trước tiên là mình vẽ tạo ra một cái khối tròn phi 80 ở ngoài. Các bạn cho nó thẳng hàng với cái điểm tâm chỗ này. Được chưa? Rồi, ràng buộc khoảng cách vào. Từ đây vào đây là 95. Chúng ta có ngay khoảng cách từ điểm này đến điểm này. Là 95. Tiếp, mình tạo ra hai cái đường chỗ này là R20. R20. Nhớ là nó có biểu tượng thẳng hàng này nhé. Nếu như không thẳng hàng là mình sẽ phải tạo thẳng hàng. Nhưng ở đây là có thẳng hàng rồi. Vì thầy nhìn thấy cái dấu này vào lúc thầy vẽ thì nó xuất hiện ở đây. Do đó thầy không sử dụng dạng mục thẳng hàng nữa. Sử dụng lệnh line để vẽ hai cái tiếp tuyến. Là 140. Thì như vậy chúng ta có khoảng cách từ đây đến đây là 70. Chúng ta sử dụng lệnh chim và mình thực hiện offset, à xin lỗi, mirror center line là chủ y. Thực hiện lệnh chim. Được chưa? À, cái này mình nhầm, cái này thầy nhầm một chút là chúng ta nó nằm ở ngoài phi R50 lận chứ không phải là R là 80. Cái 80 mình phải để lại, đúng không nào? 80 chỗ này là mình phải để lại. Mình để lại nhá. Tắt chỗ lại chỗ này chút. Rồi. Mình vẽ đường tròn phi 100. Và cái này nó chính là tiếp tuyến với 100 chứ không phải là 80. Đúng không nào? Đây.
và mình thực hiện lệnh chim. Đến đây mình mirror lại. Rồi. Fully. Được chưa? Và chúng ta kết thúc phác thảo. Vậy bên dạng tiết diện nằm đây, tiết diện chúng ta nằm đây. Muốn tạo tiết diện này xuống cái body này theo bạn khi chúng ta sử dụng là đùn khối. Và tôi sẽ đùn vào cái single cơ trước, tôi chọn cái khối này, trụ này trước. Thì theo bạn chúng ta đùn ở đây, đùn giá trị từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Có phải bằng 110 hay không? Theo bạn. Mà mình đùn xuống bao nhiêu? Từ 40. Hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu để nó xuống được tới đây? Theo các bạn. Theo các bạn bao nhiêu để nó xuống được dưới đây? Bao nhiêu? Đây là mặt cong nha. Mặt trụ nha. Thì cách đùn dễ nhất để cho nó cộng vốn với trụ này là gì? Chọn gì? Chọn gì? Until. Đúng rồi. Until next. Đấy. Và chúng ta nhớ là unite vào. Xong tiếp tục. Mình chọn sang region boundary. Và chọn vùng này. Và chúng ta có thể đùn xuống. Một đoạn nó chính là bằng 15. Ok. Được chưa? Đấy. Rồi, đến đây rồi thì mình sử dụng lệnh hold và mình hold lỗ. Và nhớ rằng lỗ hold này nó có cái R nha, nó có cái chamber nha, nó có chamber miệng lỗ. Rồi ở đây mình chọn là symbol, mình chọn chỗ này là 60. Chúng ta tích vào start chamber, ví dụ mình cho nó một cái miệng lỗ là 1 x 45 lỗ. Và cái điểm tâm chúng ta chỉ vào đây. Và chúng ta cũng chọn cái này là until next thôi, chứ chúng ta cũng không chọn là through body. Subject. Nha. Subject. Ok. Đấy. Này. Giờ. Ta có thể tăng cái miệng lỗ này lên. 2, 3, tùy. Đó. Không sao hết. Được chưa nào? Bài tập chúng ta luyện tập. Rồi. Như vậy chính là đặc tính số 2. Tiếp đến chúng ta sẽ tính đến bề mặt phía trên này. Đây, bề mặt phía trên. Mặt cái mặt bích phía trên này ở phía đằng sau ấy thì nó là một cái mặt vuông. Phải không nào? Là một cái mặt vuông. Thì nó là một cái mặt vuông. Thì như vậy nhá, như vậy trước tiên là mình group, mình có thể làm nhóm này lại cho nó dễ. Feature group. Đấy. Ví dụ như đây là mình đề là mặt hay là đặc tính gì đó ha. Hoặc là một cái đặc tính nằm ở phía bên trong đi ha. Ví dụ vậy. Ví dụ mình đặt ở mặt kế, ví dụ vậy. Được chưa? Như vậy mình có 3 cái feature group lại. Và ảnh cái này đi. Rồi, tiếp đến mặt phía sau thì tôi lại lấy phác thảo là mặt này. Tạo phác thảo là mặt này. Được chưa? Và đến đây thì tôi sẽ vẽ đường kính trụ, đúng không? Tôi vẽ đường kính trụ, tôi có đường kính trụ này phi 120 này. Đây là cái hình vuông phi 200 này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện nó. Ví dụ ở đây là tôi vẽ đường kính trụ trước, đúng không? Trụ trước. Đây. Là xác định, tôi ví dụ có thực xác định này trước.
Thì bây giờ thứ nhất này, mình nhìn cái khoảng cách từ cái điểm này ra đây, nó chính là trục ở phi 300 này, mình có thể biết được này, đúng không nào? Để cho nó bắt được cái tâm này chính xác, thì trước tiên này là tôi sử dụng là ràng buộc là thẳng hàng giữa điểm này với điểm này. Thì xét lại, dùng cái thẳng hàng theo vertical, còn chỗ Z. Đây. Đấy. Rồi, và để cho nó đồng tâm, khoảng cách từ điểm này đến điểm này mình có thể ràng buộc ở đây là vậy. Đảm bảo độ đồng tâm. Tương tự, tôi vẽ hình chữ nhật tại tâm khi đã có cái tâm này rồi. Cho cái này bằng nhau. Vuông tại tâm. Rồi, tôi ràng buộc khoảng cách chính là hai chặng. Quân lý. Được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ tôi kết thúc phác thảo. Đến đây thì tôi sẽ sử dụng đẩy chút và tôi đùn khối xuống. Reset nó một cái. Và tôi chọn chỗ này là connector. Để tôi connect chỗ này. Và tôi đùn về phía dưới. Với khoảng cách chính là bằng 20. Đây, khoảng cách 20 cho bề dày. Và nhớ rằng trong cái connector này chúng ta cũng chọn là bỏ qua cái vùng. Cái này chúng ta chọn là unite cộng khối. Và chúng ta cũng chọn vào cái vùng này. Select đường cơ và chọn vào đường này. Và bỏ qua cái vùng giao. Apply. Được chưa? Tương tự như vậy là mình lại chọn vào vị trí của single cơ mà mình đùn chỗ này xuống. Đảo chiều. Xuống một đoạn chỗ này chính là bằng 10. Và chúng ta chọn mà để bỏ qua cái đường cơ đó. Ồ, chỗ này là cộng trừ khối. Xuống một đoạn bằng 10. Được chưa? Bằng tắt chỗ này đi. Rồi, đến đây thì chúng ta nhìn thấy có 4 cái R20. Bạn sử dụng lệnh Xland R20 và chúng ta sẽ quét chọn, đúng không nào? Quét chọn. Okay. Chúng ta nhìn thấy 4 lỗ phi 22 cách nhau 160, như vậy nó đồng tâm với R này. Chúng ta tạo thành hâu. Chọn chỗ này là 22. Được chưa? Đó. Vậy, tích vào start chamber ví dụ vậy nha. Rồi, tôi sẽ chọn trung tâm luôn luật. Được chưa? Nhớ chọn until next subject, apply. Được chưa? Ấy là mặt này. Dễ dàng quản lý. Rồi, nhóm nó lại thành một group. Vậy. Nhiều. Mặt trên. Được chưa? Là như vậy là chúng ta đã có được mặt này. Còn lại là cái trụ phía đằng sau mà nó giao. Giao thì chỗ này chúng ta thấy ngoài là 80, trong là 60. Và cái khoảng cách từ điểm này cho chúng ta đến đây là 145. Như vậy trong trường hợp này bắt buộc cái chúng ta phải tạo cái lẻ mặt phẳng phụ trợ tiếp tục. Và nếu như chúng ta lấy từ mặt này, tạo ra một mặt phẳng song song mặt này, thì chúng ta có thể lấy từ mặt này. Lấy từ mặt này, chúng ta đùn về phía, đảo về phía trong này. Và cái khoảng cách chỗ này là, chúng ta biết ở đây nó là 300 này. 300. Như vậy đến đây này, mà nó cộng thêm 145 này nữa, thì nếu mình tạo ra được cái mặt là chỗ này, thì chỗ này nó phải cách một đoạn là 445 lần. Bạn có thể tính toán
các cái mặt khác cũng được, không nhất thiết phải tính từ cái mặt này, chúng ta có thể tính từ cái mặt bên này, mặt bên này đó nếu bạn muốn, hoặc là tính là mặt đây nếu bạn muốn. Ở đây tôi sẽ chọn, tôi tính ở đây, phải không nào? Kích OK, lấy mặt này là mặt phác thảo, tôi đảo chiều mũi tên ha. OK rồi, đến đây tôi nhìn thấy khoảng cách từ mặt trên xuống cho tôi là 70 và tôi tạo ra hai cái đường tròn. Tôi ràng buộc thẳng hàng điểm này đến cái điểm này. Đường kính là đường kính ngoài thì 80. Khoảng cách từ điểm này tới đây là 70. Được chưa? Tôi kết thúc phác thảo. Và tôi thực hiện lệnh đường cối. Chút. Và ở đây tôi cũng chọn là until next. Đảo chiều. Đây, các bạn thấy. OK. Và tôi tắt chỗ này đi. Có đây rồi thì tôi thực hiện lệnh. Tôi thực hiện lệnh. Hầu. Đúng rồi. Và lỗ này là lỗ phi 60. Và chỉ vào đây. Và chúng ta cũng chọn là until next. OK. Được chưa? Như vậy nó sẽ cắt vào đây. Rồi còn lại còn mấy đoạn chamber trên này, trên miệng lỗ thì chúng ta có thể sử dụng lệnh chamber. Ví dụ ở đây. Cho tôi một đoạn chính bằng 3. Tương tự như vậy nhá, chúng ta chamber đến miệng lỗ. Được chưa? Rồi. Sau khi làm xong thì tôi có thể gán vật liệu cho nó. Đúng không? Sử dụng ở đây thầy đã lôi ra cái cách này, thầy hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Add material, hoặc là chúng ta vào tool, kích vào đây, chúng ta chọn thêm vật liệu. Ví dụ ở đây mình chọn ví dụ vậy ha, mình chọn một dạng vật liệu đi. Ví dụ mình chọn là iron 40 đi, ví dụ vậy ha. Để chỉ cho chi tiết đúc. Okay. Và đo khối lượng analysis. Nhớ tích vào đây, tích vào đây ha. Chọn này. Được chưa? Chúng ta có thể chọn màu sắc cho nó bằng cách sử dụng phím Ctrl Z. Z, easy ý nha, Ctrl Z. Và chúng ta select object, chúng ta chọn vào đối tượng của mình. Và sau đó chúng ta kích vào OK. Và chúng ta sẽ trích vào cái color này này, màu sắc. Đó, và chúng ta thêm, ví dụ vậy. Được chưa? Màu sắc. Nếu chúng ta muốn. Được chưa? Được chưa? À, như vậy thầy mới hướng dẫn các bạn xong, tạo xong cái bài cho cái chi tiết này.